em gái chủ vườn trà cổ Tam Đảo, đồng thời cũng là chủ kênh vườn hoa Tam Đảo, xin được kính chào tất cả các bác. Số điện thoại liên hệ cũng như là số điện thoại Zalo của nhà vườn là 0346 837 277. Địa chỉ của nhà vườn là ở Tam Quan Tam Đảo Vĩnh Phúc, các bác ở gần có thể ghé qua nhà vườn, rất là mong sẽ được đón tiếp các bác tại vườn. Và thời gian gần đây thì nhà em có livestream trực tiếp để chia sẻ về những cái con giống để các bác cùng sưu tầm. Thì có nhiều bác, có rất là nhiều bác hỏi em về cây bạch ta, và bạch ta hay còn gọi là bạch cổ vô nhụy, và cây bạch ngoại. Bạch ngoại ở đây thì trên thị trường Việt Nam chủ yếu là cây bạch của Trung nhá. Nói về cây bạch của Trung thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm như sau, và em gái đưa ra cho các bác một số lời khuyên khi chọn giống như sau. Trước tiên em xin nói về cây bạch tàu. Thì ưu điểm của nó là giá thành rẻ, cây rất là đẹp, được lá, thân lá rất là khỏe, rất là đẹp nha các bác nhá. Còn về cái vấn đề là cây, khi mà nhà vườn chia sẻ cho mọi người thì nhà vườn khẳng định luôn với mọi người là về mặt hoa thì cây bạch, trà bạch nó sẽ 100% là trà trắng, chứ sẽ không có sự nhầm lẫn giữa cây trà trắng và trà hồng hay là trà màu khác các bác nhá. Đây là cái điều mà nhà vườn khẳng định. Và cái ưu điểm thứ hai đó là cây đã thuần tại nhà vườn được 5 năm. Khi mà các bác sưu tầm cây của nhà vườn thì hoàn toàn yên tâm. Đây, như những cái cây trước mặt các bác này là nhà vườn đã thuần ở tại thổ nhưỡng Việt Nam được 5 năm để cho các bác sưu tầm. Và khi mà các bác sưu tầm thì nhà vườn cũng sẽ đưa ra một lời cam kết, đó là các bác sưu tầm về trong vòng 3 tháng đến 5 tháng. Nếu như cây chết, nhà vườn xin đền cho các bác một cây mới hoàn toàn. Và về nhược điểm nha các bác nhá. Có ưu sẽ có nhược. Và nhà vườn xin phân tích về cái nhược điểm của cây này như thế này. Đó là về các bác chăm sóc nó sẽ khó hơn so với cây trà mi ta. Tuy nhiên là cái bông của nó vẫn thuộc phạm trù là của một bông hoa cánh kép, nhưng mà hoa của nó lại xếp theo một cái dập khuôn nhất định, nó không mang được cái vẻ sinh động giống như một cây bạch ta. Và tuy nhiên là tài chính hạn hẹp, em cũng sẽ đưa ra cho các bác một lời khuyên là các bác nên chơi những cái cây bạch tàu này. Bởi vì về cơ bản thì nhà vườn, nếu như bình thường nhà vườn sẽ không dám khuyên các bác là chơi bạch tàu, nhưng mà đối với nhà vườn thì vườn đã thuần cây được 5 năm tại vườn rồi, thế nên các bác hoàn toàn yên tâm đúng không ạ. Ví dụ như cây mới từ Trung Quốc về Việt Nam thì nó rất là yếu, nó đã bị sốc nhiệt một lần rồi và nó chưa thể nào thích nghi được với khí hậu của Việt Nam. Thì sau khi nhà vườn thuần được 5 năm, đây các bác có thể thấy này, như những cây này nhá, như những cây này là nó có hiện tượng héo lá và yếu rồi, nhà vườn sẽ không thể gửi được. 5 năm rồi đúng không ạ, thì những cái cây như thế này nhà vườn cũng sẽ loại bỏ và sẽ gửi cho các bác những cây khỏe mạnh nhất. Đây, nụ thì rất là nhiều, chi chít luôn nhé mọi người nhá. Đó, đây là lời khuyên của em dành cho các bác muốn chơi trà bạch nhưng mà tài chính lại hạn hẹp. Ở đây em gái nói không có ý chê các bác không có tiền hay là như thế nào, nhưng ý em là các bác tài chính hạn hẹp nhá. Tài chính hạn hẹp thì chúng ta có thể sở hữu cho mình một cây trà bạch như thế này, giá nó chỉ có vài trăm ngàn thôi đúng không ạ. Và ngày hôm nay thì ở trên cái video này, bác nào mà muốn sưu tầm thì có thể để lại số điện thoại, nhà vườn sẽ chia sẻ cho các bác một cái giá ưu ái nhất để các bác cùng sưu tầm. Em gái chia sẻ những cái điều trên về ưu nhược điểm của cây trà bạch tàu. Nếu các bác thấy hay thì cho em gái xin một nút đăng ký kênh cũng như là một nút like video này để em gái phát triển hơn nhé các bác nhé. Cũng như là có động lực để chia sẻ tới mọi người nhiều cái kinh nghiệm cũng như nhiều cái kỹ năng hơn nhé mọi người nhé. Em gái xin được chúc các bác sẽ sưu tầm được những cái cây ưng ý. Và em gái cũng có một điều cuối cùng muốn chia sẻ tới mọi người như thế này. Cây đẹp hay xấu nó là do mắt của chúng ta và do tâm của chúng ta. Tâm ta ở, tim ta ở đâu thì tâm ta ở đó. Nếu như trái tim chúng ta thích những cái cây trà bạch như thế này thì nó vẫn mãi mang một vẻ đẹp, bởi vì hoa nào cũng tốn công người trồng, hoa nào cũng vậy, cũng phải từ một tay nhà vườn chăm sóc thì nó mới lên được một cái cây như thế này. Vậy nên các bác có thể nào hãy loại bỏ cái suy nghĩ trà ta và trà tàu. Tất nhiên nếu như bác nào có đủ tài chính hợp với cây trà ta thì chúng ta sưu tầm cây trà ta. Và bác nào tài chính chưa cho phép thì chúng ta có thể chơi những cây trà tàu như thế này. Nó đều là trà mi bạch, đều là trà bạch nhé các bác nhé. Và em gái xin được cảm ơn các bác trong thời gian qua đã ủng hộ và đồng hành cùng với nhà vườn để nhà vườn ngày một phát triển hơn.